Trước hết là mình xin cảm ơn công ty Tân Á là đã cho bọn mình một cái sản phẩm mà là trên cả tuyệt vời. Hầu như là tất cả bạn bè, anh em đến ai cũng rất là khen. Còn trong quá trình xây dựng thì là chúng tôi đánh giá Tân Á là một công ty có tâm và có tâm. Thay đồ và không gian vệ sinh ở phía sau.
Tại không gian vệ sinh chúng tôi sẽ kết hợp vừa vệ sinh và sẽ có một cái tủ đồ đăng ký quần áo ở trong này, vừa thu gọn cho không gian và tạo sự thoải mái. Mời các bạn xem. Là giữa đồ gọi là gỗ thịt nội thất và sử dụng gỗ công nghiệp. Đây là gỗ công nghiệp mà HDF phủ melamin rất đẹp và sáng. Thảo chỉ chúng tôi dùng thảo chỉ PU. Dạ, các bạn chưa ngưỡng em. Phào chỉ và là loại phào PF để đăng ký lên để vừa tạo độ sang và sáng cho cái không gian. Còn trần thì là sử dụng trục trần thạch cao có kết hợp với phào PU giáp vàng. Để mời các bạn sang phòng ngủ tiếp theo. Giới thiệu các bạn, đây là một phòng ngủ khác của gia đình. Tất cả đồ giường và tủ đều sử dụng gỗ công nghiệp MDF phủ melamin màu trắng. Các bạn thấy sự phối hợp giữa màu và tường và phào chỉ và tủ rất chi là đẹp và hiện đại. Đó là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và phong cách tân cổ điển của trong ngôi nhà này. Xin mời các bạn theo tôi lên tầng 3 của gia đình. Ở tầng 3 của gia đình thì tôi bố trí và thiết kế hai phòng thờ. Xin mời các bạn vào đây. Và xin giới thiệu các bạn, đây là một phòng thờ, gọi là phòng thờ tổ tiên của gia đình. Một phong cách rất là ấm cúng và sang trọng. Các bạn có thể chiêm ngưỡng qua không gian, rất chia phù hợp với một không gian thờ. Còn đây là phòng thờ thứ hai của gia đình ạ. Phòng thờ này còn là được gọi là phòng thờ Phật ạ. Nhà đẹp Tấn Lãn xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại được gặp lại các bạn. Hôm nay tôi có mặt tại công trình biệt thự Tân Cổ Điển tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Chủ nhà là anh Hùng và chị Cá, do đơn vị Tân Lãn chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Bên cạnh tôi đây là chị Cá, chủ nhà hôm nay mừng tân gia, thì bên công ty em đến mừng chúc gia đình chị đã hoàn thành ngôi nhà như mơ ước. Thì chị cho em cái cảm nhận về ngôi nhà trong cái quá trình từ thiết kế đến thi công, chất lượng từ phần xây dựng đến phần nội thất.
Trước hết là mình xin cảm ơn công ty Tân Á là cho bọn mình một cái sản phẩm mà là đến cả tuyệt vời. Hầu như là tất cả bạn bè, anh em đến ai cũng rất là khen. Còn trong quá trình xây dựng thì là chúng tôi đánh giá Tân Á là một công ty có tâm và có tâm. Từ là gọi là khâu thiết kế thì rất là đẹp, gọi là đạt yêu cầu so với chủ nhà đưa ra. Còn cái khâu mà chúng tôi là nhờ gọi là thuê Tân Á trọn gói từ thiết kế và thi công từ là bên ngoài cho đến nội thất thì mọi cái là rất là đạt yêu cầu chất lượng, cũng như là quá trình giám sát thì rất là chặt chẽ. Chúng tôi thật sự rất hài lòng và đánh giá là một công ty gọi là rất là uy tín cả về cách làm việc của các gọi là của lãnh đạo cũng như là các giám sát và kỹ sư kỹ thuật. Và chất lượng thì chúng tôi đánh giá rất là đạt yêu cầu. Một lần nữa là cảm ơn Tân Á rất là nhiều. Chúc Tân Á ngày càng phát triển. Cảm ơn Tân Á đã cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp đến cả tuyệt vời. Em cảm ơn chị ạ. Chúc chị và gia đình nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt ạ. Vậy là tôi đã dẫn các bạn đi tham quan một vòng ngôi nhà tôi thiết kế và thi công. Thì nếu bạn muốn xây dựng một ngôi nhà đẹp, phù hợp với chi phí của gia đình và đảm bảo chất lượng về thiết kế và thi công thì hãy đến với chúng tôi, công ty thiết kế và xây dựng nhà trọn gói Tân Á.